Wow, mà các bạn đến với bãi Mến nha, hòn Nam Du, đảo Nam Du. Wow, quá đẹp, mọi người đang tắm bên dưới nè. Ok, có tàu nè. Xa xa là người ta phá núi làm đường nữa các bạn. Wow, biển trong xanh đẹp quá. Các bạn có thể nhìn thấy đá bên dưới luôn nè, thấy không? Thấy đá luôn. Wow, tàu có thể về cập cảng rất là nhiều đây. Yes. Còn đây là các bạn thấy là nguyên một cái đoàn du lịch, người ta ghé, người ta tham quan và người ta chụp ảnh luôn. Rất đông, hơi ngược sáng hay tối. Đây, người đẹp Nam Du. Wow, oh, trong xanh nha. Rất là xanh luôn, đồi xanh. Rừng. Biển đẹp. Đây, bãi tắm này tuyệt vời quá. Nhạc sập sinh. Thấy chưa? Rồi thôi mình đi tắm thôi. Ba hồng nòm hả? Đây, đây là nhờ những cái đi du lịch khác đầu với mình. Tình cờ gặp nha. Đi xem ra không à? Ủa mấy bạn muốn xem ra một chiếc bao nhiêu vậy? Các bạn ơi, các bạn muốn xem ra một chiếc nhiêu vậy? À, đi theo tour là người ta chuẩn bị sẵn luôn á hả? Dạ vâng. Ở đâu ra vậy các bạn á? Em mua Hà Nội à. Xa dữ vậy hả? Dạ vâng. Sao nội không đi Vịnh Hạ Long đi ra tới đây? Hạ Long đi chán hả? Dạ vâng. Rồi gặp này gặp hình người đẹp Hà Nội luôn. Giao lưu với người đẹp miền Tây nha. Anh ở đây quá nè. Không, anh ở An Giang. Miền Tây nghe nói miền Tây không? Nghe trai miền Tây thấy trai miền Tây chưa? Quá đẹp các bạn ơi, biển đẹp mà người cũng đẹp luôn, hướng dẫn viên cũng đẹp luôn. Nãy nói cái hòn đá bên kia là gì? Cái bãi đá bên kia là gì? Dưới đó là bãi đất đỏ. Bãi đất đỏ, còn ngay chỗ mình đứng là cái này. Dưới đây là bãi đất đỏ, đây là dốc Anh Tình. Không, cái kia xa xa kìa, cái xa xa. Thì bãi đất đỏ đó xuống là nó có nguyên khu. À, là nguyên khu này. À, rồi, ok, quá tuyệt vời. Anh ở đâu ra? Em ở An Giang. An Giang đi ra đây, đi ra tới Kiên Giang rồi mới đi tàu ra đây. Anh cũng ngay bến tàu Kiên Giang phải không? Đi ra đây phải không? Mình từ Sài Gòn trong về quê mình ở Đồng Tháp. Nhưng mình ở Sài Gòn về Đồng Tháp thì sáng xong ra đi Hà Tiên ra Rạch Giá, Rạch Giá đi ra bút tour ra đây. À, tao là tại vô Rạch Giá bút tour được đây. Bút tour rồi ở luôn, ở An ấy tới ngày mai về. À, mai đi tàu về. À. Đúng rồi. Ngày mai đi tàu coi chừng gặp nhau á nha. Tàu 2 giờ mấy lên, 2 mấy chiều. Ha, ủa ngày mai có đi ngắm san hô không? Đi tàu đi đảo á, vòng đảo á. Cái đó là tour này. À. Đi đó là cái tàu về á. Tàu 2 giờ mấy về á. Dạ. Ngày mai về. Tàu 2 giờ 4 mấy phút gì đó. Ôi các bạn ra đây chụp hình là lý tưởng luôn nha. Nè. Đây là couple hả? Hai vợ chồng hả? Dạ, rồi. Chưa có baby phải không? Chưa. Nè hai chồng này cũng nhí nhố là có baby đi chơi. Rồi cho anh quay người đẹp Hà Nội tí nha, lâu quá không gặp người đẹp Hà Nội nè. Đây ai chụp hình đi mình quay phim. Kỳ công quá à. Đây đây em cầm lấy tay không? Cái chị Hình cầm lấy tay không? Đây. Cái này gọi là hình gì đây em? Ủa hình chứ hình ngôi sao? À ngôi sao đó hả? 2, 4, 6. Em tắm nha chị. 6 phụ nữ xinh đẹp làm hình ngôi sao Việt Nam trên nền trời biển Nam Du. Chị ôm đi ông. Chờ chị ơi, thế chị muốn hiểu sao em cười. Ủa anh là bên tôi à? Dạ, anh bên Nam Du. Anh công ty Thiên Phú. Thiên Phú. À, xin giới thiệu với bạn, đây là đường đi đến bãi Mến. Đó. Non xanh nước biếc nha. Non xanh nước biếc, có cây xoài. À. À, có cây dừa. Có xin đầy. À, bên đây là nguyên đám dừa luôn nè. Quá luôn, đẹp luôn. À. Hùng vĩ ha.
Nam cảnh đẹp vô cùng, nhưng mà không ai biết. Đường đi quanh đảo đây. Đây là đường này là đi tới đi tới bãi du lịch mới mến ha. Đúng rồi, đúng rồi. Đi ra cây mến. Đó. Đó. Thấy rồi, thấy rồi. Xem đa đậu quá nhiều vậy. Đó, đó, đó. Nãy chụp lên trên cao nhìn xuống đó. Bây giờ là bãi đây. Rồi, chẳng còn hoang sơ lắm. Chưa ai khai thác nhiều. Đi đây thấy biển rồi con. Xuống rồi, đây. Cao đây nè, cái bãi dừa nè đó. Rồi mình đi tắm biển thôi. Người ơi, đây là bãi mến ha. Bãi chơi mến. Ở Nam Du. Má mở thiết cho mình đi á, rồi qua bên kia tắm biển. À. Nhà sập sình nè, thấy không? Cảnh còn hoang sơ lắm. Biển Việt Nam rất đẹp. Xa xa là nãy đi xuống đó có cái bãi giữ xe.